Hello, xin chào mọi Hello. người đã đến với kênh Thuyết Khmer nha. Và tự nhiên là hôm nay thì cũng như là mọi hôm thôi, cũng là nhưng mà đặc biệt thì hôm nay nó là cuối của cùng ngày cuối cùng của một năm rồi. Qua bữa tối hôm nay thì ngày mai sẽ là một năm 2022 ngày mới rồi nha các bạn. Nên tối hôm nay mình có làm một cái đĩa thịt heo quay này để mình ăn, ngồi mình tâm sự với các bạn về cái chuyện cái ao rồi á. Cái chuyện ngày xưa, cái chuyện ở mình ở tuồng tắm mưa, cái chuyện mà mình cùng con Trang đi hái trứng cá ăn. Không biết đâu nha, đi với con nào lộn tên rồi nha. Con nào điên trời. Không nhớ tao dẫn đi hái trứng cá ăn mà giờ mày đặt ở đó nói. Không nhớ, Không nhớ không? không nhớ con Trang nào. Con bị con lộn nè đây, không nhớ dẫn nào nè. Thôi thôi, không gọi nói. Anh ơi, nói gì vậy em? Không mời các bạn ơi, cùng ăn với chung mình rồi vừa ăn mình vừa kể cái chuyện nè. Tao có bảo chuyện chuyện ăn cũng kéo ra cho các bạn. Không, tao tao mình giải thích cái sau nha nè. Thôi mà ăn nó mệt quá. Tao anh giải thích em vừa vừa Thôi, ăn thôi, con thôi, cá thôi, thôi. nha. Ê, mà bạn ăn đi rồi mình ngồi mà nói chuyện. Thì tự nhiên không nói chuyện nó lòi đi ăn. Dụ đi nữa. Chắc tối nay không ngủ được, làm cho tôi ăn chắc nhớ con nào nhớ con đó Thôi, nha. để em tâm sự các bạn này. Cái. Không mời các bạn nha. Đây là cái món trò quơ, nhìn cái miếng heo Tôi mời quay này mọi các bạn. người nha. Mình mới làm nó giòn đúng luôn các bạn ơi. Năm miếng cái chấm này này do vợ mình đã làm này nha các bạn. Mời mọi người nha, mời tất cả mọi người. Em mời mọi người nha. Giòn cũng kỹ đi luôn các bạn ơi. Ngon Ngon không? không? Đúng Biết anh. sao Anh làm chạy hả? heo mấy năm nên anh có kinh nghiệm rồi cũng. Riêng mà những cái món mà về heo á thì mình kiến thức mình một đầu ha, thực hành thì mình cũng chưa biết đâu. Nói chung chưa bước được rồi các bạn không? Như vậy ngon rồi các bạn, mình phải mình nói chắc nó ngon bé chết mà chết luôn á. Giờ anh làm mấy món hay à? Bây giờ nói với các bạn nha. Tính ra một năm năm 2019 này của mình hả? Đúng rồi. Lắc Hai mươi mốt anh. Ai lộn à? 2019 này Lộn đang lộn ở lộn chạy lộn heo anh. à? Đúng rồi, còn chính là cái chuyện mình chạy heo, cái chuyện mình còn mình còn ở chạy heo sau hiện giờ mình cứ nhớ 2019 à? Anh Không sao không? nhớ con nào trong đó chạy heo hả? Đúng không? Cái nhắc này cứ nhớ con nào? Thì cái chuyện hậu đi nuôi heo tôi nhớ anh em đồng nghiệp đồ vậy cho nó nhảy cùng cùng hả? Không, cứ nhớ không nãy Còn mà sao mình giờ mình ngon hoàng mình giờ mình cũng bước chân nhỏ ngồi việc lớp hay sao à, sáng nay thì đúng không? Sáng nay thì mình sẽ cỡ cái chuyện về cái con đường mà bước bước chân vào YouTube để cho các bạn rõ hơn nha. Thì thiệt ra là mình với thằng Lên thằng Phúc thì là ba anh em là ba thằng bạn học nha các bạn, bạn học thời cấp ba nha. Và khi mà mình học xong mà hết cấp 3 rồi á thì chắc là mỗi đứa này mỗi con đường mỗi sự nghiệp riêng. Tiền Lên thì nó có cái ngân hàng của nó, học giúp mình đi học đe đủ dẫn đi hàng các bạn, mà nó dẫn đi mình đi đi dẫn đi học hàng mà nó dẫn mình đi phụ mày thí mẹ luôn, mày mặt mũi gì đâu mà đánh cáp đổ bụi đầy mặt đúng rút rút rồi hậu da mình nó mịn như da biết vậy. Mà từ ngày đi theo nó trời ơi cái làn da tôi nó không còn này làn da nữa. Dạ không, tao đi làm cửa hàng rồi, anh đi làm cái gì? Đó anh đang đi học cái hàng rồi anh còn đi học mà anh đang làm sinh viên. Cái lúc mà khi mà anh đã ra trường rồi ấy là thứ nhất mà khi mà mình lúc mà mình ra trường rồi thì mình có đi làm là hình như ngày đầu tiên là mình bước chân vô làm thợ điện tại ở trong trại heo nha các bạn. À, cái lúc nó nói cái vụ đó mới nhớ thì đang ngày lái bằng mình không có xuống lái bằng được luôn á. Ngày hôm ngày mình lái bằng á là mình cứ đi chơi với thằng Lên nha, mà nó bị tí xe các bạn, mình bị tí xe vậy là hôm khẩu trước em mía đợt mía đây nha các bạn. mày kia đang đó hả? Em nhớ rồi, cái đợt đó là nhớ Đó là chở con cái này quanh lộn lộn nó lộn hết. Nhưng mà cái đợt đó mình té mình cũng thắng thương mình hơi nặng á, nói chung mình cái tay mình đã trật luôn nha các bạn. Về mình không có thể đi xe được. Hôm cái ngày mà nhận bằng thì mình cũng không có thể nào mà mình đi lấy bằng được.
nên một tháng sau khi mình bớt mình mới xuống lái bánh là mà nhận bánh sau các bạn á. Đây là cái tàu chờ gái cho. Còn nói nữa. Chịu thua đuổi chắc tôi muốn mẹ ơi. Hồi đó em đi học ở Sài Gòn. Anh ấy nói em đi chơi gái thì cho anh ráng chịu ra cái gì. Thì khi mình lái bằng xem đó, là mình đầu tiên là mình nộp vô công ty CB của Việt Nam của mình đó các bạn. Công ty cổ phần chăn nuôi CB nha. Là mình làm anh vào cái mảng chạy heo các bạn. Được. Lúc đó làng lên cũng là đầu tiên nó bắt chân bước nó vào YouTube luôn á. Rồi nó có kêu mình làm YouTube với nó. Mà lúc đó mình vừa đi nhận việc là chẳng lẽ mình về mình đi làm YouTube với nó nè. Thì một thời gian đó thì thằng mình Phúc nó ở nhà, lúc đó Phúc nó ở nhà thì nó cũng theo thằng lên để làm những video clip. Thì lúc đó mình cũng vẫn làm trong trại heo nha. Rồi đây, đặc biệt này, khi mà mình về đây á, mà đúng là sau cái con đường khi mà lúc đó mình làm thì heo chán quá các bạn không? Gai gung con mẹ. Thì mình mới về đây, thế là thứ nhất là mình đi chơi vui vẻ rồi. Nói chung là như nó thoát ra không khí bên ngoài cho nó thoải mái vậy các bạn không? Tại nhiên mình chưa chụp cái thử tích này, nhưng nó căng thẳng lắm. Trong nên được ở ra tù anh. Trời nhà nói vậy không, nói ra tù thì nó quá quá. Nhưng mà cái ở tù 100% chứ đó thì cũng 70-80 á. 70 á? Vậy là vẫn có thể đi nhậu, đi karaoke được đúng không? Có thể, tháng thì cũng lần. Có tháng không được đi luôn. Chúng nó bắt vẻ chân hàng các bạn. Không có làm cái gì mà sướng lắm. Em nhớ học sinh viên anh ốm lắm mà. Nhờ trại heo nó nuôi mới được mất mát như giờ, ức hiếp gì nữa. Điền. Em nhớ hồi đó anh đang nhậu với mập bà ơi. Ai ốm yếu anh nhậu đúng rồi mập rồi các bạn. Bây dạy nữa. Không anh thiệt hả chứ. Bây dạy nữa. Trời ơi tức. Anh nhậu là anh phải. Là nhậu là tin anh. Các bạn cứ tin mình đi. Nói chung ăn nhậu một tháng mình tăng gần 10 kg nữa kìa. Rồi quay quay lại với câu chuyện với mọi người nhá. Thì lúc mà mình về mình rời khỏi đây hay mình về đây á, thì lúc đó hiện tại là mình cũng đang là thất nghiệp không, là mình mới xuống nhà lên ăn chơi rồi á, nhậu thì nó cũng có rủ đám làm video, nhưng mà mình thấy vui quá, mình cũng kêu vào đã làm luôn. Lúc đó mình làm vì đam mê thôi chứ lúc đó mình cũng phải là nghĩ làm như thế này đâu các bạn. Còn không nghĩ được con luôn mình mà làm gì rất luôn không. Nhưng mà ta gọi là ngờ chồng bạn hay bạn chồng ngờ đó. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, cái câu mà nghề chọn mình đó nha các bạn. Chứ mình không có thể nào mà mình đi chọn ngờ mình được. Hồi lúc mình ra mình học công điện thì mình nghĩ mình thêm học điện. Nhưng mà sau đó thì hoàn toàn mình cũng vô đây mình đi làm gì tốt thiệt ha. Các bạn thấy không? Hẹp đã làm cái gì? Hẹp đẻ xong rồi cầm cái bình này đầu mình đi nuôi heo. Á động quanh mình đi làm cái người gì tốt không? Không có được. Mà không. Quan trọng làm cái người nào đi nữa thì phải có tiền để được nha các bạn. Không có nhất thiết là mình phải bắt buộc là mình phải chọn vào cái người của mình đi theo đuổi nha. Bây giờ cái ngờ của mình theo đuổi mà làm nó không có tiền thì cũng như không à. Các bạn thấy không? Nhưng mà làm nó không phải đủ là trang trải cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà lúc mình bước cái ngờ YouTube thì lúc đó mình làm một mình mà. Làm là thoải mái, mình có nhiêu thì mình ăn nhiêu, tiêu nhiêu. Rất là thoải mái như các bạn. Mà mình thấy cái cuộc sống nó vui nữa. Trời ơi, vậy mình làm YouTube thì được đó. Mình đi mình tối nào mình đi chơi anh chơi chụp gặp phút nữa nó dẫn đi chơi gái nữa chưa cho thò quơ ngon đậu lộ hết á coi nói luôn đồ mình nghĩ tới là mình mơ. Hồi đó mình quay ông về làm vậy giờ mình ngồi đây mình hối hận về cái cuộc đời, mình muốn quay lại về cái thời đó ấy các bạn. Đó nghe đó anh em, nhưng mà bà bạn ơi. Thôi mình mong mọi người nha. Trời ơi cái miếng thịt heo mà. Các bạn nhìn này. Trời ơi miếng thịt heo gì mà nó giòn rụm luôn. Cái đây là mình tự làm nha các bạn. Thiệt là mình tự làm nha. Chứ cái mọi người không tin mình nha. Còn mà thực sự là mình tự làm đó. Nhìn miếng da này. Nhấn mạnh 3 lần là tự làm nha mọi người. Tự làm.
Gia này nha. Rồi, giòn. Mới biết một ngày à. Rồi, nhà ăn thì mới mà người ta một phút được to không? Ăn gì đâu, mỡ nó xong rồi ăn chảy ướt lên cổ rồi các bạn. Ở nhà cũng mỡ, ăn cái gì đó, bán bánh lên mỡ này. Chỗ ở nhà chảy ướt cũng mỡ rồi, xong rồi. Thầu hầu thầu gái này cũng uống lắm nha. Rồi sao vô trại heo cái mặt, anh ăn hết con mũi con heo vậy hả? Còn hầu như ăn cơ lắm. Nên xì bì nó nuôi tốt cho bột. Ừ, ai mập vui à. Nên là em là năm 2021 này các bạn, nó muốn mình có nhiều cái mà gian năng tạo của mình làm gì cũng thấy mình đúng là mình cũng vậy mà tất cả mọi người cũng vậy. Giờ cái con quý quý lúc nào cái con gì corona con khứa nó sao đụng thiệt chứ, gặp tao bánh bỏ mẹ nó. Em dặn anh vô cục ly mình bánh nó nha. Rồi vô lên bánh đầu, còn mình thử đắp 14 ngày nữa không đỡ đâu. Hồi bữa nó nóng chấm ra mặt dịp nghe kẹp mặt anh á. Bữa 14 ngày em thử đắp từng đó. Bây giờ gặp anh ảnh bánh bỏ rồi. Chứ dọc cái đầu anh muốn nó rồi. Chứ không phải như nào gì vậy. Anh bị cầu trang thấy chịu đó. Ừ mà anh ngồi chỗ, cứ gặp nó. Anh mà thấy nó là anh bỏ nó rồi á. Chứ không phải đâu, tức anh phải để đâu. Người ta mà thấy nó là tự nhiên anh chứ, tao được anh thấy nữa đâu. Thấy nó là mày giải anh bỏ liền ấy chứ không phải đâu, con quý lắm. Một con nó nhỏ xí à, mắt mình không có thể nhìn thấy được, nhỏ xí à. Mẹ làm cho mọi người cứ tất cả các nước chà phải hoang mang điêu lắm. Sao con thấy vậy? Ai chế tạo thì ngu nào chế tạo đây con đó ta, thằng ngu nào biết không? Em nói chỉ là thích mẹ nè. Nghĩ là tới là tới nói tới là nóng. Còn vợ mình nó xuống mình vô Sài Gòn sớm chứ mà vô Sài Gòn mình làm nó rồi chứ. Mình từ bản rồi YouTube mình vô mình làm chứ vợ mình rồi nha. Tại quen xe á, ổng đi chơi hoài á vậy. Em mệt quá em cứ mỗi lần nói là em xuống ông vô Sài Gòn ở với em thôi rồi. Vậy mà mình nghĩ là do mình mới đi về đây mà hoài đây một đống gái đang theo nữa, mày nghĩ sao mà vô nó được. Từ đó là em đâu đang mà em chờ nó lại thường gái. Cái này cũng ngon à, nói sao mà quặn đậm. Mới lại với 5 tháng rồi thôi. 5 tháng đấy nay còn đâu. Anh nhìn về mặt em nè, anh nhìn về mặt em anh nói. Ngon à. Nói lại câu đó em nghe thử. Ngon hả, ngon. Bây giờ tao cũng yên hại. Anh ơi, mời các bạn ơi. Cái bữa tối này là rất là luôn. Ngày mai là một cái năm mới rồi. Mình mong cho năm mới tất cả mọi người đều thứ nhất là phải sao tìm ra cách để tiêu diệt cái con cái virus corona đó nha. Em mong làm sao là, tìm cách tiêu diệt anh rồi mong là tìm ra một người một cao nhân một thần thánh nào đó phát minh ra được cái thuốc mà chế tạo diệt được cái con virus corona đó thì chồng em ăn cơm nói chuyện thật sự mọi người giờ đang ngồi nói chuyện với anh em nên vui nói nhẹ nhẽ. Chồng em ăn cơm xong cứ nghĩ chuyện thật sự đất nước không mà hỏi sao nữa tật đó không có nói chuyện đang nói chuyện với anh em mà nghĩ sao nhiều khi mình nói thì sao mà lát lại cỡ như cái này. Nghĩ là đúng thằng ông sáng ông dậy ông còn chưa biết ăn cái gì mà cứ nghĩ chuyện tiêu dùng corona không. Ngày mai ăn ngày con nguội nữa nè mấy em là đợi phút nó luôn hết con viên con nguội bánh ướt con nói rồi nghe nào cũng vậy phút anh con cũng giờ phải không anh cũng giờ muốn mập dụi cho nó nói nó cái gì không không vợ nó đậu sáng rồi nó mua cũng giờ cho em sáng gì vợ mình nó cho em con nguội mì tôm con viên anh nói nước cục ái vô nữa rồi nè dẹp luôn hết luôn. Mà nó không giờ nè nha. À cao. Mà em nấu nhất lên Facebook rồi nha. Chia xì đó nha. Đúng rồi. Không, nhưng mà mình làm YouTube rồi mình quay clip vậy. Mình muốn lấy đồ mình mua đồ sang chẳng mình ăn cho đẻ nha. Không là giờ mình nấu cho mình ăn nè. Tiêu chết chắc. Ăn mình rồi. Nó giỡn. Nó giỡn mình không.
Bây giờ nói như là luôn nha. Tối giờ trùng bàn cũng như anh Trần lên buổi có đó. Nó tiết nóng chút nha. Bây giờ mình nó tốt lắm nha các bạn. Thương yêu mình lắm. Có gì là ngon là nó đều dành cho mình đó. Tốt lắm. He tried it. Đúng không? Anh nhiều rồi anh. Tối nay cấm nóng cho buổi lên tiết trùng bàn. Không mà. Cái gì nào nó giỡn giỡn biết nè giỡn. Anh em vui vẻ nào. Không không. Em nó vui rồi. Anh hủy hồi ấn tượng của em là em thấy vui rồi. Ủa. Cho em miếng đi. Em thử miếng đi. Làm gì vậy? Làm gì lỗi, muốn xem vừa trẻ nó làm gì lộn. Chồng quân ai chồng như vậy? Gì đâu, tự nhiên anh làm gì thì anh kêu ý uống xong chưa hả nữa là anh uống không có hả nữa. Bừng nghĩ nghĩ nhi nói chồng con em mới nhớ nói mọi người nghe hôm bữa em có đọc một cái bình luận ở trên YouTube của chồng em nè, có một anh chị nào nhìn bình luận á là sao hai vợ chồng mặc chung một bộ đồ. Ở đây em nói luôn cho mọi người, thay vì em thích mặc đồ chồng em á từ lúc mà còn quen rồi. Em thích mặc đồ chồng em cực kỳ luôn mấy chị, em không biết sao á. Cái bữa đó tối ngủ chung sáng ngày hai đứa mặc lộn đồ. Sáng ngày tháng mình mặc váy nổi điên. Bây giờ nha, chuyện đó không có nha các bạn. Em không biết anh chị, mấy anh chị sao nhưng em tự nhiên em thích mặc đồ chồng em ghê lắm. Tội hầu mà hồi bên mùi chưa... hả? Nó mùi vậy? Trời mùi hả? Không biết mà thích kiểu như thích gì á. Lúc chưa có bầu á là em hay đồ mặc đó. Em hay mặc đồ ngủ của chồng em cực kỳ. Lúc có bầu rồi á, đồ chồng em nó rộng á, ông mập như con heo là ông bao ký em luôn mà. Em mặc đồ ông em thấy phỉ động đại thoải mái nên em thích mặc đồ ông ghê lắm. Cái đồ đó, bữa đồ đó mình mặc 3 ngày rồi mình chưa giặt cái lại còn bỏ nó mặc lại. Anh hồi vô là mất anh ba đồ ông tú rồi luôn á anh. Ừ. Đó, ai cũng mặc lại. Chứ gọi ứng mặt nữa. Em trả lời thắc mắc hơn tìm là lấy hai vợ chồng mặc chung bộ đồ. Chồng em cũng muốn chồng em mặc chung đồ em lắm á, nhưng mà chồng em không quá sai, ông mặc váy em ông chịu mặc. Em mặc đồ của ông không? Nghĩ giờ đẹp trai vậy, nghĩ sao mà nói như lệ vậy? Đẹp trai vậy? Sao nữa? Mà nhiều con rất mơ mặt đấy không? Con đấy. Nào vậy? Anh nói em đi. Không, nói em bán anh. Cho. Ý là em hỏi nó có mua không? Em bán. Chứ giờ em con nào mà trả được giá thì em bán hết. Em bán làm heo thì sao trả giá bán nào? Nữa. Được giá là bán. Mấy anh chụp giá, anh động ơi. Mình có tốt như các bạn nè. Ừ, ngon coi heo nữa. Anh không? Anh chưa? Nói nghe. Ừ, có tốt các bạn rồi. Giờ người nói chậm chậm anh nó nói ngu ngu lên lên các bạn coi mình như heo vậy. Ý là anh muốn anh tiếp tục hay là muốn đeo trùng bờ nhanh kết thúc và đeo trùng bờ ngủ. Thế thôi anh phải sáng rồi. Anh phải sáng này. Thôi mà ráng ăn đi em nói ráng ăn đi lần lần thứ ba em nhắc nhở anh là ráng ăn đi để thấm máu cho mũi đó chứ. Rất ngư cả hạ nha. Lụ đạn thì cá nhốt á. Ủa có tiền mua đó lụ đạn luôn á. Để anh kết thúc với anh em đầu ăn nữa nha. Anh đút em vợ ăn nha. Anh kết thúc đi rồi mình nói chuyện tiếp tục về cây trứng ké nè. Cây trứng ké nè anh. Thôi có lẽ là video này mình kết thúc tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Tạm biệt. Mọi người yêu mến nhớ cho vợ chồng mình một like, một subscribe kênh, đăng ký ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Để mình hát bài chúc ngủ ngon nha. Quê ơi, ngủ đi đêm nay đây rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Mẹ anh ngủ đi trong một biển du hài. Vần trăng đời em cùng bay vào giấc mơ. À ơi, à ơi, bye bye bye. Bye mọi người nha.